Vào khoảng 7 giờ 45 hôm nay, ngày 15 tháng 8, tại km 191+510 thuộc địa phận xã Tân An, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Một xe tải đang di chuyển trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai bất ngờ mất lái lao xuống vực sâu 50 mét. Vụ việc khiến cho hai người bị thương nặng. Theo đó, tại thời điểm nêu trên, ô tô tải lưu thông theo hướng Nội Bài - Lào Cai bất ngờ mất lái qua cầu Khe Sang rơi xuống vực sâu 50 mét. Ngay khi nhận được thông tin, đội vận hành 1 trung tâm điều hướng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai và đội tuần tra kiểm soát cao tốc số 1, phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đã tới hiện trường để phân luồng và bảo vệ hiện trường. Tại hiện trường, ô tô tải bị hư hỏng nặng, hai người trên xe được đưa đi cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng. Vụ tai nạn xảy ra khi trời mưa, đường cao tốc hạn chế một làn xe chạy. Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn. Liên quan tới vụ tai nạn liên hoàn 8 ô tô trên cầu Phú Mỹ tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Đức đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trịnh Tiến Dũng, 35 tuổi, ngụ tại tỉnh Kiên Giang, lái xe tải gây ra tai nạn để điều tra về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo điều 260 Bộ luật hình sự năm 2015. Theo đó, qua điều tra, hơn 14 giờ ngày 8 tháng 8, ông Trịnh Kim Dũng chạy xe tải qua cầu Phú Mỹ theo hướng từ quận 7 đi thành phố Thủ Đức. Khi đổ dốc cầu Phú Mỹ thuộc phường Thạnh Mỹ Lợi, ông Dũng đạp phanh thì nghe tiếng nổ lớn từ thân xe, ông như bể ống hơi, hệ thống phanh. Sau đó xe mất kiểm soát, sẵn dốc cầu khiến cho xe lao nhanh trên quãng đường gần 100 mét, đâm 7 xe khác gồm ô tô, xe tải và xe đầu kéo. 8 xe xảy ra tai nạn liên hoàn hư hỏng nặng, trong đó ô tô hiệu Volvo bốc cháy, lái xe mắc kẹt bên trong nhưng đã được người dân đưa đi. Dũng cảm phá kính để cứu lái xe ra ngoài. Nhiều tuyến đường giáp ranh giữa khu vực Hà Nội và Hòa Bình hiện đang bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, gây nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông do xe quá khổ, quá tải gây ra. Trước thực trạng trên, tại một số địa phương, việc nâng cấp cải tạo các tuyến đường hư hỏng đã được thực hiện và triển khai. Nhưng nỗi lo về xe quá tải, phá đường vẫn luôn được thường trực. Ghi nhận của phóng viên VTC14. Mặt đường phủ đầy bụi, đất trên tuyến đường tỉnh lộ DT76. Qua địa bàn huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, đây chính là thực trạng do xe chở vật liệu xây dựng gây ra. Một ví dụ điển hình nữa, đó là tuyến đường từ thị trấn Đại Nghĩa đi Tế Tiêu nối với đường Hồ Chí Minh. Sau nhiều năm bị xe quá khổ, quá tải phá nát thì hiện đã được nâng cấp. Tuy nhiên với người dân nơi đây thì sự ám ảnh về xe quá tải vẫn chưa hết. Mong muốn nhà nước chúng ta cố gắng là đầu tư cho nhân dân, kể cả không cứ gì cả cái đường quốc lộ cũng như là các cái đường nông thôn nội đồng ấy, cũng như các làng, các xóm cho bà con phấn khởi. Được biết, để nâng cấp đoạn đường dài hơn 2 km này, cơ quan nhà nước đã phải bỏ ra khoản tiền không nhỏ, lên tới hơn 14 tỷ đồng. Dù đường vừa nâng cấp xong, nhưng tình trạng xe quá tải đã xuất hiện. Điều này khiến đơn vị thi công tuyến đường cũng không khỏi lo lắng, bất an. Có anh là đơn vị chúng tôi đã thi công cơ bản về cái tiến độ thì là đảm bảo theo cái tiến độ đề ra, nhưng mà nó ảnh hưởng một chút về vấn đề thời tiết thì nó gây ra ảnh hưởng về bụi bặm. Đơn vị thi công đã liên tục dùng mọi biện pháp để khắc phục, giảm thiểu cái ô nhiễm môi trường và an toàn về giao thông và an toàn lao động. Cũng là cái tuyến đường chính kết nối với cái đường Hồ Chí Minh. Chính vì vậy cái lưu lượng xe tải trọng lớn đi vào nó rất nhiều. Cái này thì báo cáo các anh thì chúng tôi cũng đã tham mưu ban huyện, cũng là có các cái chỉ đạo đối với các lực lượng chức năng như thanh tra giao thông và công an giao thông là thường xuyên phối hợp với chính quyền các địa phương là cũng là tăng cường kiểm tra và xử lý triệt để. Đặc biệt là những xe quá khổ, quá tải và các cái xe làm rơi vãi vật liệu xuống đường để làm sao hạn chế những cái xe quá khổ quá tải cũng như là ngăn chặn những cái trường hợp mà có xảy ra các tai nạn đáng tiếc. Đường đẹp rồi mà để mà kiểm soát cái phương tiện đi lại thì đề nghị coi như là các cấp lãnh đạo
từ cấp huyện rồi thành phố cũng quan tâm là có những biển hạn chế tốc độ cũng như là hạn chế xe quá khổ quá tải chạy qua đây, ảnh hưởng đến rất nhiều đến bà con, thứ nhất là về bụi, thứ hai là cái tiếng ồn, thì đề nghị các bác cũng quan tâm đấy, để cho bà con nhân dân ở đây vừa phấn khởi nhưng mà cũng rất là lo về cái việc giao thông. Dù thời gian qua cơ quan chức năng đã tăng cường hoạt động kiểm tra, xử phạt xe quá khổ quá tải nhưng thực tế vi phạm vẫn tồn tại. Đây rõ ràng là những vấn đề bức xúc xã hội khiến nhiều tuyến đường bị hư hỏng, mất an toàn giao thông. Dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 sắp đến gần, các bến xe khách liên tỉnh lớn ở thành phố Hồ Chí Minh đã chuẩn bị nhiều phương án bảo đảm nhu cầu đi lại của hành khách. Các bến xe tại thành phố Hồ Chí Minh cũng khuyến khích các đơn vị vận tải không tăng giá vé trong thời gian phục vụ lễ mùng 2 tháng 9. Bến xe miền Tây dự báo trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 sẽ có khoảng hơn 200.000 lượt hành khách qua bến, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm trước. Còn bến xe miền Đông dự báo sẽ phục vụ cho hơn 48.000 lượt hành khách trong dịp nghỉ lễ với 2.440 xe qua bến, không tăng so với cùng kỳ năm 2023. Riêng bến xe miền Đông mới thành phố Thủ Đức dự báo đón khoảng 36.000 lượt khách, tăng khoảng 70% và số chuyến xe tăng khoảng 83% so với cùng kỳ năm trước. Các bến xe tại thành phố Hồ Chí Minh khuyến khích các đơn vị vận tải không tăng giá vé trong thời gian phục vụ lễ mùng 2 tháng 9. Trường hợp đơn vị vận tải có kê khai điều chỉnh tăng giá cước để đảm bảo bù đắp chi phí khi quay vòng xe không có khách nhằm tăng cường giải tỏa khách, có thể điều chỉnh tăng giá vé 40% trong 2 ngày 30 tháng 8 và 31 tháng 8. Các đơn vị vận tải gửi hồ sơ kê khai tăng giá cước cho Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh để được chấp thuận theo quy định. Đại diện các bến xe khách liên tỉnh thành phố Hồ Chí Minh đánh giá lượng hành khách trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm nay có tăng nhưng không đột biến. Các bến xe đảm bảo đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Thưa quý vị, dự báo mưa dông ở miền Bắc vẫn còn tiếp diễn phức tạp trong thời gian tới. Từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 8, miền Bắc chỉ còn mưa rào rải rác, cục bộ có mưa to, thời tiết mát mẻ. Từ khoảng 19 tháng 8, miền Bắc có thể tăng mưa trở lại. Cụ thể, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm 15 tháng 8, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác cục bộ, có nơi có mưa to. Dự báo vào ngày 15 tháng 8, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, với lượng mưa từ 15 cho đến 30mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Dự báo mưa dông ở miền Bắc vẫn còn tiếp diễn phức tạp trong thời gian tới. Từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 8, miền Bắc chỉ còn mưa rào rải rác, cục bộ có mưa to, thời tiết mát mẻ. Từ khoảng 19 tháng 8, miền Bắc có thể tăng mưa trở lại, kéo dài nhiều ngày. Sau đó, cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các dòng sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Liên quan đến vụ tai nạn gãy nhánh cây tại công viên Tao Đàn, thành phố Hồ Chí Minh khiến cho 5 người thương vong. Những ngày qua, ngành chức năng thành phố, trong đó có công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh thành phố Hồ Chí Minh đã tăng cường công tác rà soát kiểm tra lại sức khỏe của cây xanh, đặc biệt là đối với những loại cây cổ thụ. Công ty cây xanh đã phải thuê trang thiết bị để phục vụ công tác kiểm tra. Từ động thái này cho thấy vẫn còn nhiều hạn chế trong quản lý cây xanh tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hiện trường vụ nhánh cây gãy khiến 5 người thương vong khi đang tập thể dục tại công viên Tao Đàn, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 8 vừa qua. Qua khảo sát ban đầu, lực lượng chức năng xác định cây có nhánh bị gãy là họ dầu thuộc loại 3. Ngay sau khi sự việc xảy ra, ngày 13 tháng 8, công ty cây xanh mới bắt đầu triển khai thuê trang thiết bị để kiểm tra sức khỏe của các cây xanh này. Đối với Flycam thì chúng ta sẽ ghi nhận những cái hình thái bên ngoài. Đó, từ cái hình thái bên ngoài đó thì chúng ta ghi nhận những cái hình ảnh. Sau đó là chúng ta sẽ có những cái phân tích bằng những cái kinh nghiệm trong cái công tác chăm sóc quản lý. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị được thành phố giao quản lý chăm sóc hơn 7.000 cây loại 3 trong công viên cũng như trên nhiều tuyến đường thành phố. Được biết, loại cây này thường cao to, có vùng tán cây rộng. Trong khi đó, hiện nay công ty cây xanh chỉ được trang bị xe chuyên dụng vươn cao từ 10 đến 15 mét. Với độ cao này, không đáp ứng được công tác kiểm tra xử lý đối với loại cây cổ thụ. Trong khu vực Đông Nam Á thì cái đầu tư về cái mảng thiết bị cây xanh thì Việt Nam là tương đối là lạc hậu đấy.
so với lại như là Singapore hay là Malaysia. Hiện nay tôi biết thì công ty công viên cây xanh nó cũng có các thiết bị mà xe nâng đó, nhưng mà cái tầm cao nó cỡ chừng 15-20 mét thôi. Thì với cái tầm cao đó thì chúng ta sẽ không quan sát được những cây quá cao to, thí dụ như là cái cây 40 mét. Việc kiểm tra cây xanh, nhất là các loại cây cổ thụ cao to, cần phải được kiểm tra định kỳ hàng tháng, thậm chí hàng tuần. Tuy nhiên, với trang thiết bị thuê mướn như hiện nay mà công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cây xanh thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện, liệu rằng có thật sự hiệu quả? Với thực trạng thiếu trang thiết bị này, thì công ty cây xanh có đảm bảo sẽ quản lý toàn diện các loại cây xanh trên địa bàn thành phố? Bước đi như thế nào để tạo một mảng xanh thì chúng ta phải học tập cái nước láng giềng là Singapore, là cái nước rất là gần chúng ta. Và chúng ta lưu ý rằng các cái nước đó là cái cây không có cái cây là cao như 50-60 mét như ở Việt Nam đâu, ít lắm. Và những cái cây đó thường thường là những cái cây bảo tồn chứ không phải là những cái cây xanh bình thường. Thì hướng tương lai chúng tôi cũng đề nghị là gì? Đối với thành phố Hồ Chí Minh chúng ta phải phân loại ra cây nào cần bảo tồn thì chúng ta có giải pháp riêng, còn cây nào không bảo tồn chúng ta sẽ có giải pháp riêng. Sự cố xảy ra là không ai muốn. Từ tai nạn đáng tiếc vừa qua đã cho thấy vẫn còn nhiều tiềm ẩn, nhiều nguy cơ từ cây xanh đe dọa đến tính mạng người dân. Vì vậy, để hạn chế thấp nhất rủi ro, ngành chức năng cần triển khai nhiều giải pháp hơn nữa thì việc quản lý cây xanh mới thật sự hiệu quả.